Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Canh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ làm bài cho short kênh tên là Vĩ Hình. Và bài này có trong đồ thủy tỉnh Hà Nam vào năm ngoái. Và hôm nay chúng ta sẽ làm bài đó nha. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, like, subscribe. Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình làm theo những bài học theo ý kiến của các bạn nha. Giờ bắt đầu nào. Đây. Bài hôm nay chúng ta sẽ vẽ hình nào. Thì bài này là em là sử dụng phong bì Strat để vẽ một hình dưới đây. Đây mình hiện hình là vậy đúng không? Rồi chúng ta sẽ biết là cạnh của hình vuông lớn là 200. Trong vẽ trên thực hiện có thể sử dụng chương trình con. Đấy. Kiểu vậy à. Đây. Vậy là chúng ta sẽ phân tích nha. Thì chúng ta sẽ thấy một cái hình tròn mà ở bên trong một cái hình vuông to đúng không? Và cái hình này nó sẽ có bốn cái cánh vạt làm từ nửa hình tròn màu trắng ấy. Nên là mình phân tích là để được vẽ hình tròn ấy thì chúng ta sẽ vẽ lần lượt các bước như sau. Bước 1 là chúng ta vẽ cái hình tròn to đâu trước tiên. Hình tròn to mà mỗi phần ấy nó sẽ có màu. Còn bước 2 là chúng ta sẽ vẽ bốn cái cánh vạt làm từ nửa cái hình tròn, nửa cái hình tròn. Đấy. Được cái hình tròn ở giữa cái hình tròn to này. Và bước 3 chúng ta sẽ vẽ xem cho nó có cái hình vuông vẽ có hình vuông màu xanh lá cây bên trong ấy, bốn hình vuông rồi. Và bước thứ tư cũng là bước cuối cùng để chúng ta cũng tô màu phần viền luôn, phần viền màu xanh lá cây cho cái mấy cái cánh vạt. Rồi giờ vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu nè. Đây. Mỗi một phần của cái hình tròn ấy thì chắc chắn nó sẽ có bốn, nó chỉ là một mỗi màu khác nhau đâu. Vì nó có bốn phần là mỗi màu khác nhau. Nên là nó chỉ là vẽ một phần bốn, xong rồi chuyển sang màu khác là vẽ một phần bốn nữa. Nên chúng ta sẽ thêm phần mở rộng, thêm nhớ bút vẽ à. Và bắt đầu. Chúng ta nhấn vào đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị trước là khơi dấu với nút. Đây, nhấn vào thêm vào cái khối lợt khi nhấn vào lá cây màu xanh. Nhấn vào nhấn bút vỉ và thêm khối lợt xóa tất cả. Đỡ mà lúc chạy là xóa hết xong chơi xong rồi vỉ lại. Và cái nhấc bút và đặt bút. Đỡ mà nhấc bút, lúc nhấc bút đây là mình sẽ chuẩn bị, đỡ thêm những cái khối rồi chuẩn bị. Giống như đặt kích thước bút vỉ bằng 2. Hoặc là chọn bút màu làm bao nhiêu. À là đi tới điểm ít ơi bao nhiêu à. Đấy. Hướng ở phía 90 luôn. Để cho hướng nó vị nó đúng. Rồi. Sau là tiếp theo. Tiếp theo chúng ta không có gì nữa. Chúng ta đặt bút lên. Rồi. Chúng ta sẽ chọn bút màu à. Chọn bút màu là đỡ vậy. Thì các bạn thấy trong hình nó có màu xanh lá cây đầu tiên đúng không? Nên các bạn chọn hình màu xanh lá cây trước. Không. Lộn. Giờ nó hướng vào đây. Giờ nó sẽ vẽ ra một cái góc phần tư. Do cái hình tròn ấy nó có bốn phần là bốn màu khác nhau. Vậy chắc chắn là phải vẽ một phần tư cái hình tròn. Mà nếu mà chúng ta vẽ xong rồi chúng ta đổi màu chúng ta vẽ tiếp. Nhưng mà nếu mà chúng ta vẽ lặp lại kiểu vậy thôi là nó tốn nhiều khối. Nên là chúng ta chỉ tạo một khối à. Đặt tên khối đó là hình gì góc phần tư. Góc phần tư hình tròn. Đấy. Rồi. Hôm nay đỡ góc phần tư hình tròn vô à. Giờ góc phần tư hình tròn ấy thì chúng ta đã biết cách vẽ hình tròn rồi đúng không? Đó chính là chúng ta lặp lại do hướng hết tất cả các hướng mà chúng ta nếu mà mình xây một vòng ấy
là mình sẽ xoay hướng được 360 độ. Đấy, xoay một vòng về được 360 độ. Mẹ hình tròn là nó ở mọi hướng luôn, nó là 360 độ. Là nó di chuyển cái bán kính, cái bán kính của nó là gì? Thì các bạn xem vô cái hình nè, xem lại cái bài thì người ta nói là biết là cạnh của hình vuông lớn là 200, nên nên cạnh của hình vuông lớn đúng không? Vậy giờ bán kính của nó chắc là một nửa của cái độ dài cạnh của cái hình lớn đó. Vậy là chúng ta sẽ phải cho nó chia cho hai, lúc đó nó sẽ thành 100. Đấy, rồi chúng ta cho nó di chuyển âm 100 nữa cho nó quay lại chỗ cũ. Vậy là chúng ta đã vẽ xong một cái hình, một cái đường đường thẳng cho trong cái màn hình. Và chúng ta chỉ cần xoay xoay phải chút thôi là nó sẽ vẽ từ từ. Nhưng vậy là được, nhưng mà các bạn thấy ấy, nếu mà cái này ấy nó vỉ 360 độ thì nó chỉ vỉ hết góc, nên chúng ta chỉ lấy vỉ 1/4, nên chúng ta chỉ lấy 360 chia cho tịch 4, vậy chỉ bằng 90 đúng không? Đấy, thì bằng 9 à. Rồi chơi chạy thử nha, thì các bạn thấy đấy, thì nó sẽ vỉ được, nó vỉ được 1/4, 1/4 hình tròn nào. Giờ tiếp theo chúng ta chỉ cần đổi màu thôi. Chúng ta chọn một màu à, là màu gì không biết, nhưng mà cái này là chọn lộ màu nha, sorry, chọn màu này rồi đặt bút màu. Cái màu tiếp theo là màu màu này đấy. Rồi là cấp phần tư hình tròn tiếp, là chọn bút copy luôn. Rồi giờ màu tiếp theo là màu vàng. Rồi và cuối cùng là màu, và một cấp cuối cùng họ là màu xanh, xanh lá cây này. Và chạy thử nha, một cấp à, hai cấp, ba cấp và bốn cấp. Đấy, thì chúng ta đã vẽ xong bước thứ nhất rồi à. Giờ bước thứ hai là chúng ta chỉ vẽ bốn cái vẹt trong cái hình đó. Thì bốn cái vẹt thì mỗi cánh, cái vẹt đó được làm từ bốn cánh vẹt, mà mỗi cánh vẹt ấy là nó được làm từ nửa hình tròn màu trắng. Nên chúng ta chỉ làm, giờ lúc này nó vẽ xong bước 1 là nó vẫn hướng vào phía 90 à. Nên giờ cái bán kính ấy thì cái phần nửa hình tròn nó chỉ có cái bán kính, cần phải có bán kính thì mình mới vẽ được đúng không? Nên cái hình này mình đi cái này vẫn bị bốn cái nữa, nên là đỡ không trốn lên thì đúng ra đỡ trèo thêm khó là cánh vạt đấy. Rồi nó là nó ok, đầu tiên cái hết cánh vạt vô. Và trong cái hình này thì nó nói là màu trắng, nên là chúng ta sẽ đặt phần màu trắng nha. Rồi chút nha. Rồi ok, đây đợi mình nha, đặt màu trắng á. Đây đặt màu trắng là cánh vẹt đấy. Rồi cái định nghĩa cánh vẹt này ấy, thì chúng ta sẽ vẽ một cái cánh vẹt trước, là chúng ta vẽ thêm một cái cánh vẹt nữa, vẽ vẽ tiếp cho xong, cho xong bốn cái cánh vẹt luôn. Và định nghĩa cánh vẹt ấy thì hôm nay chị thấy cái hình nó chỉ vỉ một nửa hình tròn không, mà cái đường kính của hình tròn nó bán bánh bán kính của cái hình tròn to mà mình mới vỉ xong. Nên nên chúng ta đỡ tô màu đó ấy,
chúng ta sẽ đi đến giữa tâm nó. Muốn đâu mau đó thì chúng ta phải đi đến giữa tâm thì chúng ta mới có thể vị được đúng không nào các bạn? Chúng ta di chuyển 50 bước là di chuyển tới đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho nó lặp lại 180 lần là vẫn là cách của này à. Nhưng cái bán kính đây là nói cái bán đường kính nó là bằng bán kính của cái hình lớn, mà cái góc phân tử hình tròn này nó vỉ cái góc lớn, nên là chúng ta sẽ không dùng cách này mà chúng ta sẽ làm này à. Di chuyển cái này thì chia lại thành 50 vì bán kính mà đúng không nè. Đấy, các bạn thấy đấy thì nó sẽ vỉ vào đúng không, nhưng mà nó bị ngược không kìa, mình cho nó xoay trái đó. Đấy, nó đã vỉ xong không, nó đã vỉ xong một cái vạt rồi à. Đâu anh đặt cho kích thước đây nhờ. Giờ tiếp theo này nó chỉ vỉ thêm một cánh vạt nữa, nó vỉ xong lâu giờ nó chỉ có di chuyển 50 bước. Đây đồ minh thường gì mà đấy, sau đó cánh vạt tiếp hôm nay chạy thử nha, nó chỉ hành dài. Rồi chúng ta thử cánh vạt xong lâu ấy chúng ta sẽ xoay phải coi đây. Nhớ là nó hướng ở đây là nó cũng lúc mình lặp lại một cái nữa không nè, nó vẫn sẽ bị cái hình bên phải ở bên trái nữa. Chúng ta cho nó xoay phải 90 độ để mang gần cái xoay đó. Rồi chúng ta đặt đó lặp lại 2 lần đấy. Đấy các bạn thấy chưa, đồ mình tắt cho đồ turbo chạy thôi nha. Một hình nè, rồi giờ nó đang vỉ cái hình hình cánh vạt à, nó xong rồi nó chỉ lui lại, nó tiến tới xong rồi nó vỉ tiếp đấy, kiểu như vậy. Nó tiến tới vị tiếp cứ như vậy đấy, rồi nó di chuyển 50 bước nữa là quay lại chỗ cũ đấy, các bạn thấy chưa. Giờ chúng ta đã xong bước 2 rồi, giờ chúng ta sẽ tiến tới bước 3 là chúng ta sẽ vẽ những cái hình vuông đường viền, hình vuông màu xanh lá cây nha. Thì nó chỉ có 4 hình vuông bao quanh khu này, nó chỉ tạo thành một hình vuông to, nhưng mà nó được tạo thành bởi 4 hình vuông nhỏ, nên là chúng ta mà ấy các bạn thấy ấy, thì một cái hình vuông nhỏ ấy, nó có chiều dài bằng độ dài bằng độ dài cạnh bằng bán kính của cái hình tròn đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần lặp lại 4 lần để chúng ta biết cách vẽ hình tròn rồi đúng không? Để chúng ta chỉ cần di chuyển máy xong, di chuyển độ dài cạnh của nó xong rồi xoay phải 90 độ có vậy không? Nên giờ chúng ta chỉ dùng cách đó là chúng ta lặp lại 4 lần cho cái lặp lại 4 lần cái lặp lại đầu vị hình vuông này, để cho nó vị 4 hình vuông luôn, nên lặp lại 4 lần à. Giờ là bán đồ gia cạnh của nó bán kính hình tròn, nên chúng ta phải ghi đúng nha. Này nó bán kính hình tròn lúc này chúng ta vị là 100 đấy, rồi chúng ta sẽ di chuyển một lặp lại 4 lần di chuyển 100 rồi xoay phải 90 độ. Chúng ta nó sẽ vẽ xong một hình đấy, sau đó tiếp theo chúng ta sẽ cho nó sao ta lặp lại 4 lần nữa. Ê, lặp lại 4 lần rồi vì 4 cái hình nữa ấy. Áp dụng cái này rồi lặp lại 4 lần vì cái hình 4 cái hình luôn à, lúc đó vì lúc về nó vì lặp lại 4 lần rồi vì cái hình vuông một hình vuông xong rồi
ra thì ta xây phải 90 đồ nữa. Các bạn đều biết cách vị hình là cũng cách xây ấy, khi mà vị hình xây một cách công bằng, một cách công bằng ấy, công bằng cũng giống như các áp dụng chi xây xây của chiều xây của kiến hình đa giác không, là 360 độ chia cho 4 dành cho những bạn mà không tính được. Giờ chúng ta sẽ chạy thử. Nhân chúng ta chưa đặt màu nha, sorry, chọn bút màu à, là màu xanh lá cây. Đấy rồi chạy. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy thì nó đã vẽ được 4 ghi hình rồi đúng không? Đấy, đợi mình chạy lại. Ok. Vậy giờ chúng ta sẽ đến bước cuối cùng. Và bước cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ vẽ lại, chúng ta sẽ bị viền cho cái mấy cái cánh vạt đó vẫn là màu xanh lá cây, giống như những viền màu viền của cái những cái hình vuông nhỏ đó luôn nha. Rồi nhưng bây giờ vì nó không phải là tô màu nữa mà là nó chỉ là vẽ cái viền nó luôn, nên là nó sẽ hơi khó chút, khó chút đối với những bạn mà đối với những bạn tiểu học nha. Đây vẽ thôi đúng không, người nó hướng rồi phía âm 90. Chúng ta sẽ cho nó vẽ cánh vạt đầu tiên ở đây à. Cái này là chúng ta sẽ vẽ cái này viền à, chúng ta thêm cái khối nữa là viền cánh vạt. Coi viền cánh vạt đấy. Rồi ra tìm cái viên cánh vẹt vô đây. Rồi viên cánh vẹt ấy nó giờ trên này, lúc nãy bên viên cánh vẹt ấy nó ghi là lặp lại 180, rồi di chuyển 50 bước, rồi di chuyển âm 50 bước, là cuối cùng là xoay phải một độ này nó sẽ tô màu đúng không. Giờ chúng ta chỉ cần, chúng ta không cần làm cách đó nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ lặp lại 180 lần. Nhưng mà ấy, cái này nó sẽ copy nó lên, cái di chuyển ấy nó sẽ khác đi, là chúng ta sẽ làm theo cách này. Đâu sẽ phải một độ nha. Rồi mà di chuyển 50 này ấy nó sẽ khác đi, chúng ta sẽ thay, chúng ta sẽ thay nó bằng ấy là 3,14. Đấy, 3,14 nhân cho, thì chú đây cũng đã biết chu vi rồi đúng không? Mà chu vi là cái đường là tính cái đường đường viền nó khi xây một vòng. Còn cái diện tích là tính hết cái phần, tính hết cái phần trong và phần ngoài đó luôn. Còn chu vi nó chỉ tính đường cái phần viền ngoài không? Nó đây chỉ tính đây. 3,14 nhân cho 50. Như hôm nãy nó di chuyển 50 à, lộp đợi nó di chuyển nha. Nhưng mà giờ nó chưa hành cái đường kính này, là chúng ta chỉ cho nó nhân cho 2 nữa, là cuối cùng lấy nó chia cho 360. Do đợi vĩ hình tròn theo tất cả các hướng ở trong này, là thêm một vòng trong này thì nó sẽ là 360 độ. Chúng ta chỉ chia cho 360 độ nha. Rồi tua. Đấy các bạn thấy chưa, nó đã vẽ xong một hình rồi nha. Đấy giờ các bạn hãy thử nghiệm mình nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho nó xoay phải 90 độ, rồi cho nó di chuyển 100, rồi đâu bây giờ chỗ cũ quá, rồi nó sẽ hướng vào đây nó vẽ tiếp, rồi chúng ta không cần xoay nữa đâu. Chúng ta lặp lại 4 lần rồi. Đấy. Đấy các bạn thấy ấy, thì nó sẽ vỉ hết cái view nó luôn. Vậy chúng ta đã xong. Nhưng
Các bạn thấy còn thiếu một điều nè nữa không? Đó chính là cái viên của cái hình tròn to nhất ấy. Nên chúng ta chỉ cho nó di chuyển 100 độ á. Nên nó chỉ lên trên đỉnh đó đúng không? Đỉnh phân viền ngoài à. Rồi chúng ta chỉ cho nó xoay phải 90 độ. Là cuối cùng chúng ta vẫn lặp lại giống dây, nhưng mà nó chỉ là 100 chứ không phải 50 nữa. Rồi. Rồi nó vẫn chưa xong đúng không? Chúng ta ghi 180, 60, 360 độ. 360 lần cho đỡ mấy vị hết một cấp luôn. Và giờ chúng ta để xong rồi. Đấy. Các bạn nhìn thử đây. Rồi, giờ video đến đây chúng ta cũng đã xong rồi. Và hôm nay chúng ta đã làm được bài vị hình ở tỉnh bài của tỉnh Hà Nam diễn ra về năm ngoái. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một chia like, subscribe để các bạn nhớ nhận xét ủng hộ mình để mà mình có thêm ý chí mình làm thêm những video mới nha. Rồi giờ xin chào các bạn và bye bye. Rồi, bye bye các bạn nha.